những câu chuyện cảm ứng khi niệm Phật. Trích trong ba bộ văn sao Tam Biên, Chánh Biên, Tục Biên. Câu chuyện số 1. Vào năm đại lịch thứ 2, năm 767, Liên Tông Tứ Tổ là Pháp Chiếu Đại Sư trụ tại chùa Vân Phong ở Hành Châu, nhiều lần thấy thánh cảnh hiện trong Bát Cháo, chẳng biết là danh sơn nơi nào. Có vị tăng đã từng đến Ngũ Đài, bảo đấy ắt phải là Ngũ Đài. Về sau sư bèn đi chiều bái. Năm đại lịch thứ 5, 770, sư đến huyện Ngũ Đài, nhìn thấy phía xa có ánh sáng trắng, bèn lần theo ánh sáng đi tìm. Đến đại thánh Trúc Lâm Tự, sư vào chùa đến giảng đường, thấy Đức Văn Thù ở phía tây, Đức Phổ Hiền ở phía đông, ngồi trên tòa sư tử thuyết pháp thâm diệu. Sư lễ hai vị thánh, thư hỏi: phàm phu đời mạt, thời gian cách thánh đã xa, tri thức ngày càng kém cỏi, câu chướng thật sâu, Phật tánh không do đâu hiển hiện được. Phật pháp mênh mông, chưa rõ tu hành pháp môn nào là thiết yếu nhất. Kính mong đại thánh đoạn trừ đến nghi cho con. Đức Văn Thù bảo: nay ông niệm Phật là hợp thời nhất. Các môn tu hành không gì hơn được niệm Phật, cúng dường tam bảo, phước huệ song tu. Hai môn này nhanh chóng quan trọng nhất. Vì sao vậy? Trong đời quá khứ, ta do quán Phật, do niệm Phật, do cúng dường, nên nay đắc nhất thiết trùng chi. Do vậy biết niệm Phật là vua trong các pháp. Ông hãy nên thường niệm vô thượng pháp vương, chứ để dừng nghỉ. Sư lại hỏi: nên niệm ra sao? Ngài Văn Thù nói: phía tây thế giới này có A Di Đà Phật, Đức Phật ấy quyền lực chẳng thể nghĩ bằng. Ông hãy nên niệm niệm liên tục, đừng để gián đoạn. Sau khi mạng chung chắc chắn vãng sanh, vĩnh viễn không thoái chuyển. Nói lời ấy xong, khi đó hai vị đại thánh đều dụi cánh tay sắc vàng xoa đầu sư Thọ Ký. Do ông niệm Phật, chẳng bao lâu sau sẽ chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nếu hằng thiện nam thiện nữ nguyện mau chóng thành Phật, thì không gì hơn niệm Phật sẽ mau chóng chứng vô thượng bồ đề. Nói xong, khi ấy hai vị đại thánh cùng nhau nói kệ. Sư nghe xong hoan hỷ hớn hở, lưỡi nghi điều trừ. Đây là đại sư Pháp Chiếu đích thân đến Trúc Lâm Thánh Tự, được hai vị đại thánh khai thị. Ngũ Đài chính là đạo tràng ứng hóa của Ngài Văn Thù. Văn Thù chính là thầy của bảy đức Phật. Tự nói: ta trong quá khứ do quán Phật, do niệm Phật, nên nay đắc nhất thiết trùng chi. Do vậy hết thầy các pháp Bát Nhã Ba La Mật thiền định rất sâu, thậm chí chư Phật đều sinh từ niệm Phật. Quá khứ chư Phật còn sinh từ niệm Phật, huống chi chúng sanh đời mật pháp, nghiệp nặng phước nhẹ, chướng sâu hơi cạn, biệt thì niệm Phật chẳng chịu tu hành. Ý muốn siêu thoát vào thắng địa vị Như Lai, chẳng biết rằng dù có muốn nối gốc hít bụi của ngũ tổ giới Thảo Đường Thanh, vẫn còn chưa được nữa ư. Trích dẫn ứng quan Pháp Sư Vân Sao Tục Biên Quyển Thường, thư gửi Hòa Thượng Quảng Huệ. Câu chuyện số 2. Chuyện niệm Phật ước về mặt được lợi ích ngay trong đời này, thì cần phải chí thành khẩn thiết thường niệm. Nếu chỉ để gieo thiện căn, dẫu đùa bẩn niệm một câu cũng nhất định sẽ trong đời sau nhờ vào thiện căn ấy phát khởi mà tu trì. Vì thế cổ nhân dựng nhiều tháp miếu to lớn là vì muốn cho hết thảy mọi người trông thấy điều gieo thiện căn. Một câu Phật hiệu này đã gieo vào trong tám thức điền sẽ vĩnh cửu chẳng diệt.
lúc Đức Phật tại thế, một cụ già muốn xuất gia đầu Phật, nằm trong vị thánh chúng quan sát, thấy từ 8 vạn kiếp đến nay, ông cụ chọn chẳng có một mảy may thiện căn nào, bèn cư tuyệt chẳng thâu nhận. Ông cụ liền gào khóc ở phía ngoài kỳ viên, Phật cho gọi vào thuyết pháp cho ông cụ, cụ liền chứng đạo quả. Nằm trong vị thánh chúng đều chẳng hiểu được nguyên nhân, hỏi Phật, Phật dạy: người này trong vô lượng kiếp trước do bị hô đuổi phải trèo đánh cây, niệm một câu Nam Mô Phật, gặp ta bèn rắc đạo. Đạo nhãn của hàng thanh văn các ông chẳng thể thấy được. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên, thư gửi nữ cư sĩ Trương Giác Minh, lá thư số 9. Câu chuyện số 3: chịu niệm Phật cố nhiên là tốt, nếu người ta không chịu niệm, hãy bảo người ấy chịu nghe niệm Phật hiệu cũng giữ được thiện căn, nghe lâu ngày cũng có công đức lớn lao. Gần đây ở Vô Tích, người niệm Phật rất đông. Có một người biết nấu món chay, hãy mở Phật thất đều gọi người ấy đến nấu. Người ấy hằng ngày nghe tiếng niệm Phật. Về sau đứa con ông ta sắp chết liền nói: con sắp chết nhưng chẳng thể đến được chỗ tốt lành, cha hãy cho con Phật của cha, con sẽ đến được chỗ tốt lành. Người cha nói: cha chẳng niệm Phật làm sao có Phật được. Đứa con nói: Phật của cha nhiều lắm, chỉ cần cha nói một tiếng con sẽ chết an lành. Người cha nói: vậy thì tùy con, muốn bao nhiêu cứ lấy bấy nhiêu. Đứa con liền chết. Ông ta tự nhủ: mình chẳng hề niệm Phật, sao lại có Phật. Người hiểu biết bảo: lúc ông nấu cỗ chay ở trong căn nhà gần chỗ niệm Phật, hàng ngày thường nghe mọi người niệm Phật, cho nên cũng có công đức lớn. Đấy là kẻ vô tâm nghe, chứ nếu lưu tâm nghe thì công đức càng lớn hơn. Niệm kinh thì không có câu văn được lặp lại, chẳng thể nghe từng câu rõ ràng minh bạch được. Dẫu lưu tâm đang nghe cũng có thể nghe cho rõ ràng, huống là kẻ vô tâm ư? Đủ biết công đức niệm Phật thù thắng. Trích dẫn Ấn Hoàng Pháp Sư Vân Sao Tam Biên, thư trả lời nữ cư sĩ Trương Giác Minh, lá thư số 9. Câu chuyện số 4: phàm những ai có tâm đều có thể thành Phật, há nên nói cái mù, điếc, câm, ngọng chẳng được vãng sanh. Phật nói đến mù, điếc, câm, ngọng trong tấm nạn, ngụ ý những tật ấy khiến cho người đó khó thể nhập đạo mà thôi. Nếu có thể chuyên rộng niệm Phật, tuy người điếc chẳng thể nghe kinh và nghe thiền tri thức khai thị, người mù chẳng thể xem kinh, rốt cuộc nào chớ ngại gì đâu. Người câm không có tiếng, kẻ ngọng cũng không nói gãy gọn được, nhưng trong tâm niệm thầm vẫn có thể đích thân đạt được niệm Phật tam muội trong đời này, lâm chung lên thần chính phẩm. Há nên nói những người ấy chẳng thể vãng sanh. Những người ấy chẳng xúc sắng niệm Phật thì chẳng thể vãng sanh, chứ không phải là những người ấy dù niệm Phật cũng chẳng được vãng sanh. Con người tàn phế, thiếu tay, thiếu chân thì cũng giống như kẻ mù, điếc, câm, ngọng. Nói kẻ mù, điếc, câm, ngọng chẳng thể được vãng sanh, như thế là vì hiểu lầm bài kệ trong Vãng Sanh Luận mà ra. Kệ nói: đại thừa thiện căn giới, đẳng vô cơn hiềm danh, nữ nhân cập căn khuyết, nhị thừa trùng bất sanh.
tạm dịch: cõi thiện căn đại thừa bình đẳng, không có những danh từ đáng chê trách. Nữ nhân và thiếu căn giống nhị thừa chẳng sanh. Chính là nói Tây phương Cực Lạc thế giới là thế giới của những người mang thiện căn đại thừa sanh về, chọn chẳng có những danh từ có thể gây nên chê bai hoặc có thể gây nên sự chán ghét. Hai câu tiếp đó liệt kê một số những danh từ có thể gây nên sự chê bai như nữ nhân, người xấu căn chẳng đủ và hạng người nhị thừa thanh văn duyên giác. Do vậy, nữ nhân cập căn khuyết, nhị thừa trùng bất sanh, nghĩa là Tây phương không có nữ nhân, người xấu căn chẳng hoàn bị và hàng nhị thừa. Tây phương tuy có danh từ thánh nhân tiểu thừa, nhưng đều thuộc hàng phát tâm đại thừa, chọn chẳng có hàng thanh văn duyên giác không phát tâm đại thừa. Chứ không phải là nói đến những người tu hành cầu vãng sanh thế giới ấy. Người thiếu trí huệ tưởng rằng những hạng người ấy chẳng được vãng sanh Tây phương, lầm lẫn quá lớn. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Vân Sao, Tám Biến Nguyên Một, thư trả lời Pháp Sư Tông Linh. Câu chuyện số 5. Xưa kia, giới hiền luận sư ở Tây Phật, đức cao khắp đời, đạo lừng lẫy tứ trúc, bốn xứ thiên trúc. Do tốt nghiệp nên thân mắc ác bệnh, khổ sở cùng cực, chẳng thể chịu đựng nổi, muốn tự tử. Chợt thấy ba vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Thế Âm giáng xuống bảo: ông trong kiếp xa xưa kia nhiều lần làm vốc vương não hại chúng sanh, đáng lẽ đọa ác đạo từ lâu. Do ông hoằng dương Phật pháp nên phải chịu nỗi đau khổ nhỏ này trong cõi người, để tiêu diệt nỗi khổ địa ngục cả kiếp dài lâu, ông nên gắng chịu đựng. Nếu chẳng hiểu rõ nhân trong đời trước, người ta sẽ nói giới hiền chẳng phải là vị cao tăng đắc đạo, hoặc sẽ nói bậc đại tu hành như vậy mà vẫn bị bệnh thảm như thế. Phật pháp linh cảm lợi ích ở chỗ nào? Nếu thấy người tạo ác nhưng hiện tại được phước báo, thì cũng sẽ khởi lên tâm tà kiến như thế. Chẳng biết đấy đều là tiền nhân hậu quả và chuyện quả báo nặng nề trong đời sau thành quả báo nhẹ nhàng trong hiện đời, cũng như chuyện quả báo nhẹ nhàng trong hiện đời thành quả báo nặng nề trong đời sau, vân vân. Đủ mọi lẽ phức tạp khác nhau. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao, Tục Biên, Viễn Thượng, thư trả lời cư sĩ Châu Tụng Nghiêu.